Động thái đầu tiên của Dương Mịch giữa tin đồn hẹn hò phi công kém tận 16 tuổi. Có thể nói tin đồn Dương Mịch hẹn hò với Mỹ Nam Châu Kha Vũ khiến cả làng giải trí choáng ngợp. Những ngày qua, số biết hoa ngữ chấn động trước tin đồn Dương Mịch đang hẹn hò với thiếu gia giàu có Châu Kha Vũ. Điều đang nói năm Độ sinh năm 2002 này kém Dương Mịch tới 16 tuổi, làm chung công ty với mỹ nhân tam sinh tam thế. Có thể nói nếu tin đồn này là sự thật, đây không chỉ là mối tình mẹ con gây xôn xao, có thể nói nếu tin đồn này là sự thật, đây không chỉ là mối tình mẹ con gây xôn xao, mà còn là chuyện tình giữa xếp và gà cưng, chẳng khác gì chuyện ngôn tình. Giữa lùm xùm gây sốc trên, cả Dương Mịch lẫn Châu Kha Vũ đều không có bất cứ phản hồi nào đính chính. Tuy nhiên trên Weibo, người đẹp đình đám đã có động thái đầu tiên gây chú ý. Chia sẻ ba hình mới nhất khoe visual ngọt ngào, người đẹp gửi lời nhắn nhủ, chơi lạnh rồi, mọi người nhớ mặc áo ấm nha. Phản ứng của dân tình về drama tình yêu của Dương Mịch và Châu Kha Vũ như sau. Cô ấy hơn Ngụy Đại Huân 3 tuổi, giờ đây hơn Mỹ Nam kia tận tới 16 tuổi ư. Thật bất ngờ đó, không biết phải nói sao, thực sự cạn lời. Có vẻ như cô ấy rất thích sao nam nhỏ tuổi nhị. Nếu là thật thì đúng là xếp yêu nhân viên rồi. Trong khi Châu Kha Vũ vẫn im lặng, thì Dương Mịch đã có động thái mới trên mạng xã hội, khiến dân tình phải đặt dấu hỏi về mối quan hệ thật sự của cả hai.